dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. U23 Việt Nam nguy cơ mất thủ môn số 1 ở trận gặp U23 Jordan. Huấn luyện viên Park Hang-seo đón nhận tin không vui khi mà thủ môn Bùi Tiến Dũng đã gặp phải chấn thương ở trận hòa U23 UAE ngày 10 tháng 1. Tối ngày 10 tháng 1 vừa qua, U23 Việt Nam có trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 với đối thủ là U23 UAE. Thi đấu chủ động tạo ra được một vài cơ hội tương đối rõ ràng, nhưng các chân sút của U23 Việt Nam đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng và chấp nhận kết quả hòa với U23 UAE. Ở trận đấu này, một trong những cầu thủ thi đấu xuất sắc bên phía U23 Việt Nam đó là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thủ thành người Thanh Hóa chơi tỉnh táo, tập trung, liên tiếp cản phá cực nhạy để cản phá mọi cú sút của cầu thủ U23 UAE. Tuy nhiên, sau khi trận kết thúc, Bùi Tiến Dũng đã báo một tin không vui tới huấn luyện viên Park Hang-seo. Thủ môn số 1 của U23 Việt Nam bị chấn thương sau pha lao ra bắt bóng dũng cảm ở phút 57 và bị tiền đạo U23 UAE phạm lỗi. Tình huống này khiến Tiến Dũng gặp phải chấn thương ở vai. Chính thủ môn này lên tiếng xác nhận sau trận: "Tôi hiện đang bị đau vai và không biết có thể thi đấu trận tới hay không." Nếu Bùi Tiến Dũng không kịp thời trở lại ở trận đấu sắp tới đây với U23 Jordan, đây là mất mát lớn với huấn luyện viên Park Hang-seo. So với hai đối thủ còn lại mà chiến lược gia người Hàn mang tới vòng chung kết U23 châu Á 2020, đó là Văn Toản và Y Elinie, thì Bùi Tiến Dũng chắc chắn là người có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn cả. Thầy trò ông Park Hang-seo sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi gặp đối thủ U23 Jordan hôm 13 tháng 1 tới. Đây là khoảng thời gian quý báu để bác sĩ của U23 Việt Nam theo dõi, điều trị chấn thương cho Bùi Tiến Dũng và giúp anh kịp trở lại ở trận đấu quan trọng với U23 Jordan sắp tới. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Jordan đang đứng đầu bảng với 3 điểm, còn U23 Việt Nam đứng thứ 3 với 1 điểm có được. Chính vì vậy, đoàn quân của ông Park Hang-seo cần một chiến thắng để có thể tự quyết số phận ở lượt trận đấu cuối cùng gặp Triều Tiên ngày 16 tháng 1. Sau Hoàng Anh Gia Lai, U23 Việt Nam sẽ có 3 điểm trước Jordan. Tiền vệ Triệu Việt Hưng tỏ ra tin tưởng vào khả năng của các đồng đội trong cuộc đối đầu với U23 Jordan tại lượt trận thứ 2 bảng D, vòng chung kết U23 châu Á 2020. Triệu Việt Hưng cho biết, Jordan là đối thủ không dễ chơi, họ có các cầu thủ nhanh và mạnh mẽ. Tuy nhiên, U23 Việt Nam sẽ cố gắng để giành 3 điểm. Việc sử dụng nhân sự thi đấu do huấn luyện viên trưởng quy định. Nếu được vào sân thi đấu, tôi cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Việt Hưng cũng chia sẻ cảm giác hồi hộp khi ngồi trong khu kỹ thuật chứng kiến các đồng đội thi đấu với U23 UAE, đặc biệt là lúc trọng tài thổi phạt 11m sau pha xoạc bóng của Tân Sinh. Lúc đó cảm giác của tôi và toàn đội rất hồi hộp, tất cả nín thở chờ quyết định của VAR, Việt Hưng kể lại. Về hai trận đấu còn lại của U23 Việt Nam tại bảng D, Việt Hưng cho biết toàn đội hết sức tập trung để hướng tới kết quả tốt nhất. Sau trận đấu với U23 UAE, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cũng động viên tinh thần các cầu thủ, khích lệ toàn đội cố gắng làm tốt hơn nữa để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Tại buổi tập sáng 11 tháng 1, huấn luyện viên Park chia lực lượng U23 Việt Nam thành hai nhóm. Nhóm thi đấu trận gặp U23 UAE tập hồi phục tại khách sạn với sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Nhóm các cầu thủ còn lại ra sân rèn luyện các bài bổ trợ về tốc độ, sức mạnh và đấu pháp. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có các giải pháp để đảm bảo tất cả các cầu thủ đều được ở tư thế sẵn sàng vào sân thi đấu với phong độ cao nếu được yêu cầu. Báo Trung Quốc chỉ ra điều phi thường của U23 Việt Nam ở trận hòa UAE. Trong trận đấu ra quân bảng D tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra chiều tối ngày 10 tháng 1, tuyển U23 Việt Nam có trận hòa không đều trước đối thủ U23 UAE. Và như thường lệ, truyền thông Trung Quốc dành những lời tán dương cho tinh thần, nghị lực chơi bóng của các cầu thủ Việt Nam. Sáng 11 tháng 1, tờ Sina Trung Quốc có bài viết đánh giá cao đoàn quân áo đỏ. Trận đấu mở màn ở vòng bảng tại giải U23 châu Á tiếp tục diễn ra. Bảng D đã chứng kiến một trận đấu rất hấp dẫn, căng thẳng giữa U23 Việt Nam gặp UAE. Nên nhớ, đội U23 UAE không phải đội bóng yếu. Họ vẫn bất bại trong 10 trận gần nhất ở các màn chạy khác nhau. Giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ U23 UAE lên tới 5,08 triệu euro, trong khi U23 Việt Nam là đội bóng có tổng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ rất thấp, chỉ 275.000 euro.
Thế nhưng Việt Nam đã quá giỏi khi cầm hòa đối thủ có giá trị chuyển nhượng cao gấp hơn 18 lần Việt Nam với tỷ số không đều. Đánh giá thêm về trận này, tờ Sina bình luận: ngay sau khi trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam thi đấu chủ động, họ áp chế được hoàn toàn sức mạnh của UAE trong suốt hiệp 1. Dù thi đấu có phần lép vế trong hiệp 1, nhưng Việt Nam cho thấy sự nguy hiểm luôn tiềm ẩn của mình khi vùng lên mạnh mẽ ở nửa sau của hiệp 2. Thời điểm cuối là thời gian Việt Nam thi đấu áp đảo, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, chỉ tiếc rằng không thể tận dụng để ghi bàn. Trái ngược với Sina, tờ Sport Talk Korea của Hàn Quốc thì đánh giá thấp màn trình diễn của các học trò ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên Park lựa chọn chiến thuật phản công quen thuộc cho U23 Việt Nam, nhưng họ tỏ ra bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ. Những đường phản công đã mòn đi nhiều so với 2 năm trước, và họ thực sự có 90 phút khó khăn trước U23 UAE. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra 20:15 tối 13 tháng 1, U23 Việt Nam sẽ đá trận thứ 2 ở bảng D gặp U23 Jordan. Huấn luyện viên U23 Jordan tuyên bố chơi tấn công trước U23 Việt Nam. Thắng U23 Triều Tiên với tỷ số 2-1 trong trận ra quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020, huấn luyện viên Ahmed Abdelkader tuyên bố U23 Jordan sẽ chơi tấn công và ghi nhiều bàn thắng hơn khi đụng độ Việt Nam ngày 13 tháng 1 tới. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam ít nhiều gặp khó khăn. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo hòa U23 UAE trong trận cầu không bàn thắng, còn U23 Jordan đánh bại U23 Triều Tiên với tỷ số 2-1. Huấn luyện viên trưởng U23 Jordan chia sẻ về trận thắng Triều Tiên: U23 Triều Tiên là đối thủ mạnh với rất nhiều cầu thủ tiềm năng. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn, nhưng không gặp may mắn trong hiệp 1. Các cầu thủ không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng ở đây và vẫn thi đấu đầy quyết tâm trong trận ra quân tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Với việc tạm dẫn đầu bảng D, U23 Jordan rất tự tin trước cuộc đối đầu với U23 Việt Nam ở lượt trận thứ 2. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Ahmed Abdelkader tiết lộ chuyện do thám U23 Việt Nam đá với UAE nên có sự đối phó tốt nhất. Cùng với đó là những quyết tâm ghi nhiều bàn thắng hơn so với trận gặp Triều Tiên. Thành thật mà nói, tôi có theo dõi 45 phút trận U23 Việt Nam hòa U23 UAE. U23 Việt Nam rất nguy hiểm ở những thời điểm cuối hiệp 2 với những cầu thủ sắc bén có thể thay đổi thế trận chỉ bằng một pha đi bóng. Đó là một đội bóng tốt. Nhưng toàn đội Jordan cũng nghiên cứu kỹ về điểm mạnh, điểm yếu của họ. Chiến thắng trước Triều Tiên giúp chúng tôi tự tin hơn, thoải mái hơn trước trận gặp U23 Việt Nam. Chúng tôi hy vọng duy trì được phong độ ấn tượng trước U23 Việt Nam như những gì chúng tôi thể hiện trước Triều Tiên. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chơi tấn công tốt hơn trong trận đấu tiếp theo, đặc biệt là trận gặp U23 Việt Nam ngày 13 tháng 1 tới đây. Huấn luyện viên Ahmed Abdelkader tự tin cho biết. Trong khi đó, huấn luyện viên U23 Triều Tiên ông Ri Ju-in thì cho biết rằng Triều Tiên chơi hết sức và cống hiến cho người xem. Chúng tôi không thể từ bỏ những phút cuối và đã có một bàn thắng. Chúng tôi đã mắc một vài lỗi ở hàng thủ. Đây chỉ là trận đầu tiên ở giải nên nhiều cầu thủ chưa thực sự sẵn sàng. Tiền đạo của U23 Jordan rất lợi hại, chọn vị trí tốt, kỹ thuật dứt điểm hoàn thiện. Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng và chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi nghĩ VAR hiện giờ là đại diện cho những gì công bằng nhất cho bóng đá, nên tôi không phản đối quyết định của VAR. Lượt trận đầu tiên đã xong, giờ là lúc chúng tôi mổ băng trận U23 Việt Nam gặp UAE để chuẩn bị tốt nhất trận đấu sắp tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.